cứ lên nhớt, cứ rửa mặt, cứ lên mụn, cứ rửa mặt, cứ rửa mặt. Cái không biết. Để tóc dài cái này. Điều gì đấy người tóc ngắn ngu vậy đó thế. Hai chị em luôn chứ. Em ngu nữa. Em nó siêu ngu. Có ai được chồng đâu mà đứng kè kè sát bên trời. Chứ là ai biết được, có số người ưng nữa đó. Thì đó này, có số người nói nữa đó mà ai biết mất cái mớ. Yên. Ở đây phòng ly là không có người nữa đó Yên nha. Cần chứng minh thật thể không Yên? Thể. Dạ là nãy giờ nằm nghỉ cũng lại sức đầu cổng lên dư sức luôn Yên. Không mà Yên bữa hôm qua đang quay tôi. Tôi nói thiệt luôn, mẹ hoang dễ sợ luôn. Mẹ nghĩ hoang dễ sợ luôn, không ngờ luôn. Mẹ lấy cứ hỏi. Mà cái ông đang ngồi mẹ lấy cứ hỏi. Không ai hỏi đó. Em sao anh? Cái rường thì được 3 xe. Không phải không? Do bên đây họ để xe nhiều. Đang nhờ chí mua thử cái bông nó hơi răng lắm. Rồi bên Hà nè. Bông chia chứ, chỉ mua bông chia thôi. Bông bạch tuyết à? À, bông bạch tuyết đó mà xử lý vô trong rồi. Bông bạch tuyết 102.000 lần. Biết không, bông bạch tuyết nó mềm, nó mịn lắm. Nhẹ lắm, nó khô khô như bông đi đâu. Không, 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 còn loại mà đặt là 6x6, đang đặt là 6x6 này. Có một loại 7x7 nữa. Ừ. Ừ. Thì cũng nửa ký, 150 đó. Thế 120 chứ quên. 6x6 là bằng đến có 7-8 mình rồi. Ừ. Thì thế đó. Mà thế thế đó. Thế cái này mình khi nó đắt cái mảnh cũng có lợi hơn, thằng đấy luôn đi, bông đi nặng này. Thằng đấy bông đi nặng này. Ừ, bông này nhẹ lắm, nó êm lắm. Chưa dùng mà biết mà. Cứ lái thử đấy. Giống hồi trước mình cắt đó hả? Nếu mà có mà nhiều tiền quá là không được. 20 rồi, còn đây 24 chị. Nhưng mà nó được nhiều hơn. Nhẹ, 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 nh
bay dùng của họ xì mí ngước mũi bông nó không có bay phải chứ em ông đi ta lau tay với máu ướt hết làm dính này dính này đây 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 đứa học tính lên đặt thử bông bạch tuyết đấy chứ tính đặt về trước mà nó thôi thử lấy bông đi mình bôi bôi cái nó ngay em na Google vô em chị cái bôi na Google á ngay chỗ vết thương lấy luôn đi lấy gói cái gì là cái đấy có gì đâu cái gì là cái đấy ô có lấy cho nhé lấy dùm lấy một lít sao ăn đắt lấy dùm đừng nói lấy cho nghe chưa cho là khác lấy cho không thích đúng rồi lấy chung thế là cho đi để nhận lại đó rồi, lấy cho là nhận giang hồ là lấy cho là nhận tiền dùm hai người 300 hả Nguyễn Thị Lan đem lên cúng còn tôi ra em gỡ thành công chưa? Chưa thấy tình tình như qua rồi. Ủa điện thoại mình chế độ im lặng rồi ta.
Alo. Ơi Loan, có đặt hoa lên không bị lừa được gì đâu á. Được em qua đi. Dạ dạ em chạy dạ. Nhiều chỗ dư. Một đứa thì vô cái mỏ. Xong tôi cắt cho nó lại cho nó đều đúng không? Nó còn bị chày đúng không? Được rồi.